cái trong này đi đút lòng lòng hay là cái gì? Cái trong này sau những cái chỗ này phải cắt khấu à? Cắt. Cái sắt đấy á? Ừ. Đặt bằng trên cái sắt đấy thôi. Không thì khứa cho một đường là được. Không khứa. Ấn cái sắt thì nó cong mà. Đút được vào đéo đâu mà khứa. Hả? Đút được vào đéo đâu mà khứa. Không đút được vào. Hàn bằng mép luôn là được, cho sắt bằng mép trên được luôn mà. Mét rưỡi thì bằng bố cái này nó chứ thì đút thì đéo được vào. Cái này đút vỡ mùa hẳn cái này. Cái này đáng, cái này không có này, đút vào trước. Đâu cái này là thay sắt ngang. Cái này là đút vào bãi cướp mét rưỡi là từ đây xuống đây. Cái này tính. Cái này vỡ mùa. Có gì đâu, đưa vào mình cắt sắt cây này đi, mình cắt cái mảnh lên đi được. Đưa vào trong này, đưa ra hai đầu, mình cắt đi là được cái gì đâu. Dán. Đưa vào đây nhé. Đưa vào trong này, mình cắt cái mép trên của cái miếng đi. Nhà như bóng ngọc. Mình còn thừa tiền đấy luôn thì...